Đây sầu riêng nha. Tận dưới kia là ngôi nhà, ngôi nhà nằm đằng cuối. Đây mình đi đang đi bộ lên đầu đất. Đường này là đường đá. À, chắc rộng khoảng 4 mét không? 4 mét. Không, đường không đẹp lắm. Xe hơi 7 chỗ vào được. Thì khi mà xong hết tất cả mọi thứ thì mình sẽ làm đường lại. Mình trải đá cho nó đều đường lại hết. Này, đất sầu riêng này. Điện vào tới đất luôn. Điện ma pha. Đã chưa? Ghiền. Ghiền luôn á. Tất cả các lô đều có sầu riêng, bơ, bưởi. Nào. Đường to nhưng mà cỏ nó mọc đó. Đó nãy mình đi xe 7 chỗ cuối đất á. Đây. Bưởi này. Sầu riêng đó. Thích không? Wi-Fi đấy. Toàn là dùng 4G thôi. Anh phải... Điện nước vào đến đây luôn rồi, ngon lành. Biết đến khoan đó nước đầy thoải mái. Hay là mình nghỉ làm công nhân ở nhà nhận cha rẫy mà làm cũng được. Đây này, vườn. Từ cái góc nhà đó nha. Bưởi với lại sầu riêng xen kẽ. Đây là đường này. Để em đi từ cuối đất lên nha. Đây là cuối đất nha. Đất ở dưới kia là còn người khác, còn nhà người khác. Đây, đi từ đất đi lên. Tới gần mà 300m mặt tiền này. Từ dưới đất đi lên này. Bên tay đây này, đất của mình bên đây. Cái chỗ này chưa làm cỏ nên nó hơi dơ. Đẹp chưa? Đây. Rồi, tới cái nhà. Nhà sân rộng quá chừng luôn. Yeah. Đằng sau cũng là sầu riêng lớn hết rồi mà bên đó làm sạch cỏ rồi. Đi bộ lên. Vườn sầu riêng đẹp quá trời đẹp luôn. Cái này là người ta thu cà phê nè, sân phơi cà phê. Bữa nào xong hết á chứ đâu. Kêu xe mà nó băng đường ra một lần. Cho nó đã, cho nó đẹp. Ôi sao leo lên được. Đây. Cất điện thoại ra. Điện ba pha luôn. Có hết đất được bao nhiêu cây. Đây vườn đây. Sầu riêng này. Sầu riêng. Bơ. Bưởi. Đây có cái ao. Sầu riêng. Ui da, ui da. Có hệ thống tưới tự động hết đây này. Đẹp chưa? Hơn năm nữa là có trái rồi. Cây lớn này là có trái bó chưa? Đây là cuối đất này, nhà người ta. Cuối đất này, nhà hàng xóm này. 21 cô này sẽ coi sầu riêng cho mình. Đó, đường mình xem mình cứ chạy thẳng lên trên đó là khoảng 300 mấy mét mặt tiền đó. Nhà này. Dưới đây là dốc à? Đây là nhà.